Cái này là mình do gòi đó mọi người. Cây mình múc nước vô, nhớ là nước mà mình luộc gà nãy, tại này cái nồi mình không đủ cho nên mình mới để nó qua đây ít thôi nha, nhiều quá cái nó nhão, thà là nó khô. Cái chút mọi người châm thêm á, châm thêm nước đó nó sẽ ngon hơn á. Rồi vậy ha, cái mình đậy lại, mình bấm nút. Đây là nồi nước súp á, mà nãy mình nấu để lấy nước này hầm gà nè mọi người. Đây nè, cái chiều mà cơm đó không đủ mình ăn á, mình sẽ nấu hủ tiếu. Đây gà, nấm, nấu với nấm nè, sả, đồ lòng nè, sả, đùi, mướp, chó ngọt các mọi người, có đầy đủ thành phần vậy á. Còn chén này nè, mình để xíu sả với chanh, rau găm, hành ngò. Mọi người biết sao mình phải luộc con gà, nhất quyết phải luộc không? Mình mua trái chanh nó có cái lá nè, xíu cái mình lấy ra, cái mình để sắc lá chanh nhuyễn để vậy nó mới tốn con gà chứ không hồi đâu tốn đâu. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy I hope you can show me. If you wanna go then love is so lonely. If you're leaving baby let me down slowly. Chanh nãy mình sắc đó mọi người, giờ cái mình nhỏ lên có lá luôn, cho nên muốn nó cũng không được nữa. Cũng như cái lá chanh đó mà mình mê hoài, cái sợ nó héo quá, cho nên phải sợ nó héo nên mình phải nấu cơm. Ngày nhìn ha, muối sả mình ăn với muối sả.
về danh sách của mình.